Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên trong ngày hôm nay, ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ sẽ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ. Còn tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, từ ngày hôm nay trời cũng sẽ tạnh ráo hơn, trưa chiều có nắng nhưng nhiệt độ ở mức thấp hơn phía Tây, dao động trong khoảng từ 26-29 độ. Theo dự báo từ ngày mai, nắng nóng được mở rộng ra toàn bộ khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, có nắng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 35-36 độ. Tại thủ đô Hà Nội, trong ngày 31 tháng 3 và ngày 1 tháng 4, có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ, với nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động trong ngưỡng từ 35-36 độ. Độ ẩm tương đối thấp, thấp nhất phổ biến từ 50-60%. Sau đó từ khoảng ngày 3 tháng 4, Bắc Bộ có thể sẽ đón thêm một đợt mưa trên diện rộng tràn về do ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc. Nhiệt độ theo đó cũng giảm nhanh, nắng nóng chấm dứt, cũng chịu tác động của vùng áp thấp phía Tây. Vì thế mà trong 3 ngày tới, ở Trung Bộ được dự báo sẽ có nắng nhiều hơn và nhiệt độ có xu hướng tăng dần, phổ biến từ 31-34 độ. Riêng tại khu vực vùng núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình có thể xuất hiện nắng nóng từ 35-37 độ. Vùng áp thấp phía Tây chưa đủ mạnh để tác động tới khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Tuy nhiên, trong 24 giờ tới, các tỉnh phía Nam vẫn chịu sự chi phối của không khí, biến đổi ổn định. Vì thế mà tại đây phổ biến là trạng thái ít mưa và ngày có nắng nhiều. Nhiệt độ trên khu vực vẫn ở mức khá cao. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ dao động từ 31-34 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ, nhiệt độ cao hơn, phổ biến từ 33-36 độ. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ, có nơi trên 29 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, khu vực Tây Bắc là từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng vùng núi phía Tây có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Tây Nguyên, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng miền Đông có nơi có nắng nóng diện rộng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, miền Đông có nơi từ 34-36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông nam đến nam cấp 4, ngày mai mạnh dần đến cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù,
tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông nam đến nam cấp 4, ngày mai mạnh dần lên cấp 5. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, ngày mai mạnh dần lên cấp 5. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bắc Biển Đông, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng giữa Biển Đông, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng Nam Biển Đông, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Quần đảo Trường Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.